Thưa quý vị, những năm gần đây, đồng hành cùng sự phát triển của Đà Nẵng, hoạt động báo chí tại thành phố cũng có những bước tiến tích cực, năng động. Năm năm qua, công tác triển khai thực hiện quy chế hiếp phối hợp quản lý báo chí trên địa bàn thành phố theo quyết định số 10111 ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã đạt được những kết quả bước đầu góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng. Hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 4 cơ quan báo chí địa phương và 108 cơ quan báo chí trung ương và địa phương khác đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú hoạt động. Công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết định số 10111 của Ban Thường vụ Thành ủy đã được các cơ quan chú trọng triển khai thực hiện, gắn việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ được giao phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đặc biệt, trong thời điểm các làn sóng đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường trong cả nước và trên địa bàn thành phố, Ban tuyên giáo thành ủy đã phối hợp với sở thông tin và truyền thông chủ động thực hiện công tác định hướng báo chí, thông tin tuyên truyền về các chỉ đạo điều hành của trung ương và thành phố về công tác phòng chống dịch. Giai đoạn 2020-2021, các cơ quan báo chí đã có hơn 15.000 tin bài về công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố cùng với đó các đơn vị thường xuyên phối hợp theo dõi phát hiện đánh giá về vào hút thông tin trên internet mạng xã hội phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành bảo đảm tính đồng bộ bảo mật và kịp thời thường xuyên rà soát xử lý đối với hết các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội sở thông tin truyền thông tập trung vào triển khai các giải pháp để làm sao đó là quản lý được rằng là các cái thông tin của mạng xã hội cũng giống như là quản lý cái thông tin điện tử phục vụ cho cái việc cái rằng là bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của đảng và bảo đảm được cái rằng là cái định hướng cái báo chí cách mạng làm sao được cái rằng là quản lý được các cái thông tin trên mạng xã hội để tạo các cái lan tỏa các cái thông tin tích cực từ phía cộng đồng nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông và quảng bá về thành phố từ năm 2018 đến nay. Ủy ban Nhân dân thành phố đã triển khai tuyên truyền đặt hàng với các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quảng bá hình ảnh thành phố đến với đông đảo người dân du khách trong và ngoài nước. Hàng năm, các cơ quan báo chí đã thực hiện từ 120.000 đến 150.000 sản phẩm truyền thông về Đà Nẵng, hỗ trợ rất lớn trong công tác quản lý, điều hành chung của thành phố và quảng bá hình ảnh vị thế thành phố trong giai đoạn phát triển mới. Ngoài ra, công tác điểm bán ngày, tuần được thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng cả nội dung và hình thức, nhất là tổng hợp theo nhóm vấn đề sự kiện, có đánh giá biểu dương dựng tin bài hay, nêu rõ những vấn đề cần lưu ý trong công tác thông tin của báo chí, định hướng tuyên truyền trong tuần các cơ quan bán đài thành phố. Thông qua việc thực hiện quyết định 10111, thì nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và công chức được nâng lên về cái việc phát huy vai trò của truyền thông báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền và cũng góp phần trong cái việc ổn định tình hình tư tưởng và tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố có thể khẳng định việc thực hiện quyết định số 10111 đã có phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố, tháo hút gỡ những khó khăn trong hoạt động báo chí, đáp ứng được yêu cầu mới phát sinh trong công tác quản lý nhà nước về báo chí, làm nền tảng vững chắc xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, an bình và đáng sống.